Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, 28 tháng 11 năm 2021. Thanh Việt lại trở lại với quý vị với Thanh Việt phóng sự tập 51 với chủ đề Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng lại nhắc đến vụ nước mắm Masan và các tờ báo bẩn. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình của Thanh Việt. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc và an bình. Nhất là trong thời điểm mà dịch Covid vẫn còn đang à, tung hoành trên đất nước của chúng ta. Và kính mong quý vị luôn luôn giữ cái độ an toàn cho mình và cho những người xung quanh mình. Kính thưa quý vị, thì cách đây không lâu, không lâu lắm, trong một chương trình livestream trên mạng xã hội với à, giảng viên tiến sĩ Đặng Anh Quân. Trong lúc mà nói về cái vấn đề các tờ báo bẩn à, chèn ép các doanh nghiệp thì bà Nguyễn Phương Hằng có lặp đi lặp lại hai lần à, về các tờ báo bẩn bị phạt nhất là tờ báo Thanh niên 200 triệu đồng vào cái thời điểm 2016. à khi mà nó liên quan đến à, cái vụ nước mắm Masan thì không biết vì một cái lý do gì, đọc tin quá nhanh hay là cố tình, à, vì cái tin của bà đưa ra thì nó gọi là râu ông nọ cấm cầm bà kia, nó hơi bị lẫn lộ. Thật ra thì tờ báo à, thanh niên và hai mươi mấy tờ báo vào thời điểm đó, à, những tờ báo mà bị bên Bộ Thông tin và Truyền thông phạt tiền đó quý vị, thì họ binh vực cho bên hãng nước mắm công nghiệp Masan, quý vị và họ đánh cái khu nước mắm à, truyền thống, tất cả đều liên quan đến một cái vụ về cái công cái hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng à, Vinatas đã cung cấp một số cái thông tin về cái nước mắm truyền thống và gây ảnh hưởng. thì ở cái điểm mà thanh Việt muốn nhắc ở đây là bà nguyễn phương hằng vì một cái lý do gì đọc tin quá nhanh thì lại lấy râu ông nọ cắm cầm vào bà kia hay là cố tình tự vì trong à, cái vụ án vinatas này à, thanh việt sẽ cho quý vị biết một số cái thông tin nó cũng khá là thú vị nó liên quan ít nhất là hai người trong à, cái công việc mà bà nguyễn phương hằng đã tung hoành trên mạng xã hội 9 tháng qua. Thì bây giờ xin quý vị cùng lắng nghe cái câu chuyện này. Thì nó xảy ra vào tháng 10 năm 2016 khi mà cái Hiệp hội Bảo vệ Người Tiêu dùng, tiếng gọi tắt là VINATAS, đã công bố kết quả khảo sát và họ đã tìm thấy trong 101 cái mẫu khảo sát có một cái hàm lượng à, chất thạch tính hay còn gọi là chất arsen vượt quá cái quy định của cái à, à, an toàn thực phẩm. Tức là nó di động từ à, 1 mg đến 5 mg trong 101 cái mẫu khảo sát đó. Họ à, đem ra khảo sát 150 cái mẫu nước mắm. Phần lớn đều là từ nước mắm gọi là truyền thống làm từ cá và à, nước biển với muối ở đây chúng ta à, chú ý đến cái chữ gọi là hàm lượng à, asen tổng thì trong cái chất asen quý vị nó có hai loại một loại hữu cơ và một loại vô cơ thì cái loại hữu cơ đó nó là có nhiều nhất ở trong các cái à, à, thủy hải sản thì theo cái hội hiệp hội người bảo vệ đó quý vị, thì họ cho rằng nước mắm có độ đạm càng cao thì tỷ lệ mẫu hàm lượng asen tổng lại càng cao, nó vượt lên cái mức giới hạn. À, thì um, và sau đó họ còn uh, tống thêm một cú đấm nữa bằng cách cho rằng thạch tính hay còn gọi là asen oxit rất là độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng thì uh, sau khi mà đăng công bố cái kết quả này lên thì vài ngày sau họ tiếp tục đăng tiếp gọi là lời yêu cầu các doanh nghiệp phải minh bạch về cái bản chất của sản phẩm nước mắm như là phương pháp chế biến nguồn gốc xuất xứ thành phần một cách trung thực tại vì phương pháp chế biến đó quý vị uh, chúng ta có thể loại bỏ được uh, một phần nào đó cái chất azen cũng như là nguồn gốc xuất xứ của nước mắm và muối ở một số cái vùng nào đó nó có thể bị nhiễm độc của cái chất asen từ nước biển với những cái sự công bố như thế này thì như chúng ta đã biết nó gây đến một cái sự hỗn loạn trong cái thị trường nước mắm nhất là thị trường nước mắm gọi là truyền thống được làm từ nước biển cá và muối ở đây chúng ta cần phải có một cái cái nhìn nó khách quan như thế này. Cái chất asen à, mà nó chia làm hai loại hữu cơ và vô cơ thì hữu cơ nó có trong cá rất là nhiều. Vì thế khi mà nước mắm có độ đạm càng cao, có nghĩa là cái lượng cá và lượng muối càng cao thì cái chất asen hữu cơ nó phải càng cao rồi. Phải không quý vị? Nên là cái kết quả gọi là công bố của bên hiệp hội người bảo vệ nó rất là nó nó, nó không có được thuận tay cho lắm vì cái điều đó là dĩ nhiên cái nước mắm mà có độ đạm càng cao có nghĩa là có lượng cá càng cao mà lượng cá thì nó có sẵn một cái lượng asen hữu cơ ở trong đó nên là khi mà đi thí nghiệm các loại nước mắm thì cái hàm lượng asen tổng là nó phải cao rồi đấy nhưng mà cái quan trọng là bên cái công ty, cái hiệp hội người tiêu dùng Vinatax đó quý vị, họ không biết vô tình hay cố tình lại không nói rõ là cái hàm lượng tổng arsen đó bao nhiêu phần trăm là hữu cơ và bao nhiêu phần trăm là vô cơ. Lý do tại sao? Lý do tại sao là vì arsen là một cái loại á kim có màu đen và xám. Nó tồn tại và gây độc phổ biến ở hai dạng arsenas và arsenur arsen và các hợp chất của nó sử dụng nhiều trong cái thuốc trừ cỏ, trừ sâu bọ và các cái hợp kim khác. Vì thế mà quý vị hiểu rồi, cái độ độc nó lên như thế nào. Asen là một chất yếu tố độc hại nhất trong trong các cái cái thể loại chất độc, Nhưng quý vị. Tuy nhiên, nó phải ở dạng vô cơ thì nó mới có chất độc. Đấy, khi mà con người mà tiếp xúc à, với cái lượng à, Uh, chất asen vô cơ này thì có thể bị gây đến cái trường hợp là ung thư uh, ung thư da phổi tiết niệu thận và gan Đấy. thì uh, khi mà họ đưa ra cái số đo ở trong 101 cái chai nước mắm mà nó vượt cái chỉ tiêu asen đó quý vị thì cái chỉ tiêu asen đó bên bộ uh, y tế có nêu rõ, rất là rõ. Đây là dạng asen vô cơ. Cái hàm lượng asen vô cơ trong nước mắm tối đa là 1mg. Chứ họ không đưa ra cái hàm lượng tối tối đa cho cái chất asen hữu cơ là bao nhiêu. Đại, tại vì tại sao? Vì như Thanh Việt trình bày, asen hữu cơ là có vô tư trong thủy hải sản. Asen vô cơ không có trong thủy hải sản và asean vô cơ là một cái chất độc nguy hiểm cho tính mạng của con người Đấy. thì uh, đây là một cái điều mà cái bên cái uh, hiệp hội người bảo vệ người tiêu dùng đó quý vị họ không biết họ bảo vệ kiểu gì mà là hãy, họ đưa ra một cái thông số uh, nó rất là nhập nhằng mặc dù cái sự nhập nhằn này nó kéo dài khoảng chưa tới một tháng nhưng cái ảnh hưởng của nó thì vô cùng kể lý do tại sao? vì thanh Việt sẽ trình bày với quý vị trong vài giây phút nữa. Cái chất mà asen hữu cơ, thanh Việt xin được nhấn mạnh là nó không gây ung thư, nhân quý vị và không gây tổn thương đến DNA. Nếu mà mình sử dụng cái chất asen hữu cơ quá nhiều thì có thể bị đau dạ dày, chứ nó không có thể làm ung thư, chết người được. Đây là một cái sự khác biệt trầm trọng giữa asen hữu cơ và Arsen vô cơ. Trong khi cái hiệp hội này thì họ đánh đồng. Mà họ không nói rõ là Arsen gì, hữu cơ hay vô cơ. Họ nói rằng tổng cái số Arsen trong nước mắm là cao. Cái lờ mờ trong đánh cháo khái niệm này thì nó vô cùng nguy hiểm. Đấy, họ không nói rõ luôn cái vấn đề rằng khi mà họ đem đi thí nghiệm đó, họ đo đạt bao nhiêu lần một cái sản phẩm. Đấy, mỗi cái sản phẩm họ có bao nhiêu chai, hay là một chai cho một sản phẩm và họ chỉ đo đạt một lần mà thôi. Họ không nói rõ. Rồi họ còn nói rằng họ đưa một số cái chai đi thí nghiệm. À, 20 chai trong số 101 chai thì họ tìm thấy phần lớn đều là hữu cơ chứ không có vô cơ. Vậy thì à, 80 cái chai còn lại là ở dạng gì? Hữu cơ hay vô cơ? Thì như vậy quý vị, đối với người dân, người tiêu dùng bình thường, thì khó có phân biệt được hữu cơ hay vô cơ, cứ nghe thấy cái chất asen là người ta sợ rồi và cứ nghe đến cái chuyện mà à, nước mắm à, truyền thống là người ta đã sợ vào thời điểm 2016 và tháng 10 đó thưa quý vị. Trong khi một người chuyên nghiệp để bảo vệ cho người tiêu dùng thì lại cố tình cố tình đưa ra những cái thông số để làm rối loạn xã hội. Họ biết rõ một điều là asen hữu cơ thì nó tự À, sinh ra trong quá trình làm nước mắm truyền thống Nhưng quý vị nó vô hại đối với sức khỏe à, và bộ y tế cũng đã không có quy định về cái hàm lượng tối đa của asen hữu cơ mà chỉ có asen vô cơ thì mới không được vượt quá 1mg một, một lít cái điều đó nó rõ rệt rõ ràng là như vậy vì nếu mà đưa ra cái lượng định à, asen hữu cơ tối đa là bao nhiêu thì chắc chắn sẽ không có nước mắm truyền thống vì thật ra asean hữu cơ nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi mà loan những cái tin nó ra như vậy thì quý vị biết rồi tất cả các nhà sản xuất nước mắm truyền thống là phải chịu đựng à, cái sự thiệt hại tại sao quý vị tự vì các cái đại lý phân phối họ ngừng nhập hàng các cái siêu thị họ muốn gỡ bỏ hết tất cả những cái sản phẩm nước mắm à, truyền thống đó ra khỏi cái quầy vì họ muốn thay thế bằng nước mắm à, công nghiệp. Họ bên của hội bảo vệ Vinatax thì họ cho rằng họ quan ngại đến sức khỏe của người dân. Chứ họ làm họ không có ý gì. Tuy nhiên, việc họ làm mà không công bố rõ ràng đã gây đến một cái sự hoang mang cho người tiêu dùng. Và người tiêu dùng lúc đó chỉ có muốn đem dục, dục hết toàn bộ những cái nước mắm truyền thống. Trước cái tình trạng như vậy, thì bên trung ương đã vào cuộc. À, đối với bên trung ương thì đây là một cái hiệp hội, họ có quyền khảo sát và thử nghiệm, công bố kết quả. Tuy nhiên nó phải có cái tính minh bạch, à, nó không có được binh bên nào. Và khi mà có được cái 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 kết quả này, thì bên hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi mà thông báo về những cái thông tin này. Theo Điều 22 về chất lượng sản phẩm và hàng hóa thì hội bảo vệ người tiêu dùng có quyền nhận thông tin liên quan đến tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa không phù hợp và mức độ không phù hợp và họ có quyền cung cấp thông tin này đến cho cơ quan đại chúng. Tuy nhiên, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái thông tin này. Bên của thông tin đại chúng tức là các nhà báo cũng phải nghiên cứu kỹ và chỉ là người đưa tin và không có được xúc sáng hay là đi tìm chế thêm những cái tin tức thì quý vị tí nữa sẽ tìm hiểu tại sao mà có một số tờ báo đã bị phạt rất là nặng về dính dáng đến cái vụ uh, Vinatass này kính thưa quý vị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cái thời điểm 2016 kính thưa quý vị đã đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì chỉ trong vòng vài tuần phải đưa đến cái kết luận ngay lập tức nếu mà có sai phạm phải xử lý nghiêm minh còn ở bên bộ thông tin thì Thủ tướng cũng giao cho cái trách nhiệm là phải kiểm chứng xem các báo chí có hoạt động đúng theo cái phương hướng à, đưa cái thông tin đó có đúng hay không. Và đây là cái điểm mà bà Hằng đang đánh vào kinh thưa quý vị. Tuy nhiên Thanh Việt sẽ trình bày cho quý vị rõ bà đã lấy râu ông nọ cấm cầm bà kia. Ông Nguyễn Thanh Phong lúc đó là Cục trưởng Cục An toàn về Thực phẩm bên Bộ Y tế cũng đã cho rằng để cho cái cái tính à, công bằng và nó được độ chính xác nó được cao đó thì khi mà đo đạt như vậy thì phải à, à, lấy ít nhất là ba mẫu à, cũng như là ba cái lọ nước mắm từ một sản phẩm và đo ít nhất là ba lần thì mới có được một cái kết quả trung bình à. chứ nếu đo một lần thì chúng ta không biết được chính xác là bao nhiêu và bên của Vinatax cũng không công bố rằng các cái máy móc mà họ đo đạt có cái à, độ chính xác là bao nhiêu. Ví dụ như là 1mg cộng trừ à, 0.05mg gì đó phải không quý vị? Thì nó có thể làm ở bên dưới à, cái mức quy định rồi. Và kết quả cuối cùng thì như thế nào? Thì sau hơn một tuần, chỉ cần hơn một tuần thôi, thì đoàn thanh tra liên bộ đã xác định rằng bên cái hiệp hội À, bảo vệ người tiêu dùng Vinatas quý vị, họ đã không bảo đảm được cái tính độc lập, tin cậy và minh bạch. À, rõ ràng là à, bên của cái Vinatas hội bảo vệ người tiêu dùng họ đã gian lận. Vậy thì gian lận ở chỗ nào? Gian lận ở cái chỗ là toàn bộ à, cái công việc đo đạc đó họ không có một cái đề án hay kế hoạch khảo sát rõ ràng. Toàn bộ cái chương trình đo đạc đó nó chỉ có một vài người liên quan là gồm có chủ tịch của cái hội Vinatas và một số cá nhân thực hiện nhiều cái công nhiều cái công đoạn đã không có các cấp thẩm quyền của Vinatas phê duyệt và giám sát vì thế nó chỉ có một số cá nhân làm công việc này mà thôi cũng như cái việc mà lấy các cái mẫu nó không được đáng tin cậy lý do tại sao thì nó chỉ có 89 mẫu, trong 150 mẫu là có giấy tờ. À, họ mua theo kiểu bán lẻ, và cũng không ghi rõ rằng họ đã mua từ ở những nơi nào. 61 mẫu còn lại thì là do cán bộ tự ý đi mua, à, một cách à, tự lập. Đấy. Thì đây là nó đã ngay từ ở phút đầu, không cần biết được họ đã đo đạt được vô cơ hay là hữu cơ cái kiểu mà đi à, tập hợp các cái mẫu nước mắm này ngay từ bước đầu tiên đã làm giảm cái uy tín hoặc là toàn bộ cái kết quả mà họ có được đều không được công nhận kính thưa quý vị nếu từ một cái ủy ban quốc tế thì coi như là cái kết quả đã bị xóa sạch vì nó ngay từ phút đầu họ đã đi tìm kiếm những cái mẫu này nó không có hợp pháp Song song đó, bên cái đoàn thanh tra, họ cũng tìm được rằng các cái mẫu nước mắm đó đã ghi rõ tên của cái hãng nước mắm, chứ không phải là được à, mã hóa. Tại sao mà cần phải mã hóa thì quý vị biết rồi, để to cái tính công bằng, tính độc lập và công bằng. Tự vì người đo đạt, họ không nên biết được là họ đang đo cái hãng ABC hay là hãng C, à, CD gì đó, phải không quý vị? Vì thế mà nó chỉ có đo, nó phải mã hóa để cho cái người đo họ không có bị phân tâm hoặc là họ thiên vị về cái kết quả. Một cái chuyện đặc biệt nhất trong cái vấn đề này là cái hãng, cái hiệp hội Vinatast, quý vị, họ đã nhận tài trợ từ một tổ chức bên ngoài trong cái đề án mà đi đo đạt cái nước mắm truyền thống này. Vì thế theo cái quy định, điều 28 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là một điều cấm kỵ, không được khi mà nhận được sự tài trợ từ một tổ chức nào đó ở bên ngoài thì mới đi đo đạt thì đây nó đã ảnh hưởng đến cái tính công bằng, công minh và minh bạch. Ở cái điểm mà nó 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 cực kỳ là quan trọng thì ở bên đoàn thanh tra cũng đã phát hiện ra đó là Vinatax đã cố tình đánh cháo khái niệm, đánh đồng cái chất asen được gọi là asen tổng hợp. Họ không nói rõ là bao nhiêu phần trăm à, trong đó là hữu cơ, bao nhiêu phần trăm là vô cơ, có nghĩa là bao nhiêu phần trăm là chất độc, bao nhiêu phần trăm là chất không độc. Họ chỉ nói tổng thôi, tổng có nghĩa là 1 mg trên 1 mg mà trong khi trên 1 mg là không phải cho tổng cái chất asen mà chỉ cho cái chất arsen vô cơ thì ngay từ phút đầu họ đã cố tình đánh cháo cái khái niệm trong cái việc mà báo cáo cái kết quả đo đạt của họ. Sau khi mà bên thanh tra đã đưa ra cái kết luận này, thì cuối cùng bên hiệp hội người tiêu dùng phải gửi lời xin lỗi. Thanh Việt nghĩ đây cũng là một cái điều mà nó nó không có quan trọng. Sau khi mà mình đã gây ghế thiệt hại lên cả ngàn tỷ đồng cho các cái doanh nghiệp thì lời xin lỗi nó cũng không lấy lại một ngàn tỷ đồng. Các doanh nghiệp vào thời điểm đó không biết vì lý do gì cũng đã không đi thư kiện cái hiệp hội người tiêu dùng này hay là có hay không thì xin quý vị lắng nghe tới chương trình kế tiếp. Tự vì cái thiệt hại này nó không được đền bù dễ dàng bằng những lời xin lỗi như vậy, vì bên của hiệp hội người tiêu dùng chỉ có một lời xin lỗi như thế này. À là Hiệp hội Người Tiêu Dùng đã báo cáo kết quả nước mắm. Tuy nhiên, cái nhóm thực hiện đã thông tin kết quả khảo sát chưa được thận trọng rõ ràng. Và trong đó có việc đồng nhất khái niệm ASEAN với thạch tính, có nghĩa là ASEAN hữu cơ với vô cơ đó thưa quý vị. Thay mặt cho nhóm khảo sát Vi Vinatax gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý. Cái đó quý vị, lời xin lỗi này là vô nghĩa lý. Nè, quý vị. Vì cái, cái <laughs> nước mắm mà nước mắm truyền thống thì họ phải có một cái lượng asen hữu cơ cao rồi. Cái điều đó là tất nhiên, không cần đo cũng có nữa. Khi mà đo thì mình phải đi tìm asen vô cơ chứ không phải đi tìm asen hữu cơ. Và cuối cùng thì uh, Vinatas cũng phải công nhận là mình đo đạt là mình đo cái lượng tổng hợp mà họ biết rõ rằng đưa đưa lượng tổng hợp ra nó không có giá trị nhưng họ vẫn đưa để làm cho cái người tiêu dùng họ hoang mang khi mà người tiêu dùng họ sẽ không có nghiên cứu kỹ là asen hữu cơ hay là asen vô cơ chỉ nghe đến cái chữ asen là đã bỏ chạy rồi thưa quý vị chứ không cần phải đứng chờ thêm là mình vừa dùng nước mắm có chất hàm lượng asen hữu cơ hay là hàm lượng asen vô cơ cao không biết là cái bên cái hiệp hội này họ có một cái động cơ gì thì như chúng ta đã biết họ được sự bảo trợ của một cái công ty ở bên ngoài để làm cái công việc này nhưng quý vị và cái cái sự bảo trợ này nó đã cho thấy rõ nó đã hại rất là nhiều về cái vấn đề kinh doanh của các cái công ty à, nước mắm truyền thống thì cái công ty lớn nhất vào thời điểm đó làm nước mắm công nghiệp, tức là không có cái lượng ASEAN cao đó quý vị, là cái tập đoàn Masan. Và ngay trong cái thời điểm mà đang náo loạn thị trường về cái lượng nước mắm truyền thống, thì tập đoàn Masan với cái công nghệ nước mắm công nghiệp, họ đã cho ra đời những cái dạng nước mắm công nghiệp chỉ trong vài ngày sau khi mà cái bản báo cáo của Vinatax xuất hiện. Thanh Việt sẽ trình bày cái điểm này trong vài giây phút nữa. Một cái điểm nữa là đây là cái điểm mà bà Hằng đã nhấn mạnh là một loạt các báo chí vào thời điểm đó đã đưa những cái thông tin sai lệch về nước mắm truyền thống. Ở đây thì chúng ta đã biết rồi, đây là một số nhà báo, một số tờ báo đã có một số cái hoạt động có thể là ký những cái hợp đồng để quảng cáo cái thông tin sai lệch này bà hằng thì lúc đó đã lẫn lộn ở một điểm rằng bà hằng cho rằng các cái nhà báo đó đã ký hợp đồng à, đã hãm hại cái tập đoàn masan tuy nhiên bà đã bị rô ông nọ cấm cầm bà kia các cái tòa báo trong đó có tờ báo thanh niên vn express họ đã cùng bước đi với masan chứ không phải là chống lại masan thì bà có cái lẫn lộn nó hết sức là quan trọng đó quý vị thì cái chuyến dịch truyền thông có cái chủ đích pr cho tập đoàn masan này nó rất là bài bản và có một cái công ty truyền thông đứng ở phía đằng sau để làm công việc này vậy thì vinatas và masan có mối quan hệ gì thì kính thưa quý vị chỉ có 3 ngày sau khi mà Vinatax công bố cái kết quả nghiên cứu thì ngày 20 tháng 10 hình ảnh quảng cáo của Masan về nước mắm không chứa chất thạch tính cho hai thương hiệu nước mắm của mình là Chin Hương Cá Hồi và Nam Ngư đã nghiễm nhiên xuất hiện trên hai tờ báo lớn. Chỉ có hai ngày, ba ngày sau khi mà bên Vinatax công bố cái kết quả đó thì không hiểu là đã chuẩn bị được sẵn hết tất cả mọi thứ kính thưa quý vị chỉ ba ngày sau là lập tức à, hai cái thương hiệu nước mắm lớn của masan là chinsu hương cá hồi và nam ngư xuất hiện thì dĩ nhiên là nước mắm phải làm từ cá rồi nhưng mà vì họ làm bằng một cái công nghệ à, cao nên là những cái chất độc đó à, cho dù là chất độc hữu cơ hay vô cơ cũng đều bị lọc ra thưa quý vị vì thế mà cái hãng Masan không biết là họ không thể nào mà có thể đưa ra một cách nhanh chóng PR như vậy. Chỉ có 3 ngày sau khi mà Vinatax. Vì thế, vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều hiểu ngầm là trên giấy tờ thì không tìm thấy Masan kết hợp với Vinatax. Nhưng phải có một người chính giữa, trung gian, phải không quý vị? Thì cái tập đoàn Masan là của ông Nguyễn Đăng Quang. À, ông chớp lấy cái thời cơ này để đánh vào cái chiến dịch gọi là marketing đánh vào nỗi sợ hãi của người tiêu dùng à, họ cho rằng cái sản phẩm mà không có chứa chất đại à, chất độc đó hại thì à, nó sẽ thành công ví dụ như tất cả mọi người à, đang có cái chất độc à, asan trong sản phẩm thì họ xuất hiện một cái sản phẩm đối lập lại hoàn toàn không có chất à, asen ở trong đó thì 10 năm trước cái công tập đoàn Masan này đã làm cái chuyện này rồi. Tức là vào năm tháng 7 năm 2005, nước tương Chinsu tại châu Âu bị cáo buộc là có chứa chất 3 MCPD, một loại độc tố sinh ra trong quá trình lên men đậu nành. nha quý vị, và nó quá nồng độ cho phép. Tại Việt Nam thì lúc đó là người ta bắt đầu lo lắng nên là Sở Y tế Thành hcm Hồ Chí Minh đã vào cuộc và đo đạt kỹ lượng 3 cmpd này. Thì họ đã phát hiện rằng có rất là nhiều nhãn hiệu nước tương có cái hàm lượng 3 mcpd này vượt quá tiêu chuẩn. Đấy. Thì ngay lập tức giữa cái cơn bão đó thì công ty Masan đã nhanh chóng tung ra thị trường hai cái sản phẩm. À, xin lỗi quý vị, một sản phẩm có nó có tên là nước tương tam thái tử với cái lời quảng cáo luôn như thế này, không chứa 3 MCPD. Và họ thông báo cái số tiền thưởng là cả tỷ đồng cho ai tìm được cái chất 3, 3 MCPD trong sản phẩm của Masan. Tới đây thì à, quý vị có thấy cái điểm gì đặc biệt không quý vị? Cái điểm đặc biệt đầu tiên là à, thông báo tiền thưởng cho ai tìm được cái cái chất 3 MCPD này. Nó gần giống như là công ty Đại Nam thời của ông Huỳnh Y Dũng làm với ông Nguyễn Văn Thình phải không quý vị Đấy. ông Trần Văn Thình tức là chồng 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 cũ của bà Nguyễn Phương Hằng à về cái vấn đề là ông sẽ cho một số tiền cũng khá cao vào thời điểm đó nếu ai tìm được bằng chứng là bà Nguyễn Phương Hằng À, đi mượn tiền của nhà băng, Rồi đến khi mà ông à, Huỳnh Ý Dũng Đi tố cáo Ông Võ Hoàng Yên Thì cũng lại một màn cá độ nữa Là sẽ cho Ông Võ Hoàng Yên tiền Nó lên theo yêu, yêu cầu nha quý vị Mới đầu là mấy tỷ Sau đó là cho hình như là 10 tỷ Rồi 20 tỷ Và nửa tài sản rồi một phần ba tài sản gì đó Nếu mà chữa được hết bệnh Rồi sau đó thì bên của um, à, bà Nguyễn Phương Hằng lại làm những cái màn thách đố đối với các nghệ sĩ. À, nếu mà sao kê thì cho tiền. Rồi gần đây nhất là bà thách đố V1 à, đi à, khám à, ADN. Rồi bà cũng thách đố cho bên tỉnh Thất Bồng Lai đi khám ADN thì chúng ta thấy được à, đâu đó có một cái sự giống nhau ở đây một cái sự giống nhau nữa mà thanh việt xin được nhấn mạnh là mặc dù bà nguyễn phương hằng đã gọi là râu ông nọ cấm cầm bà kia nhưng cái phương pháp của bà nguyễn phương hằng trong cái công cuộc đấu tố à, cách mạng từ thiện cũng gần giống như là tập đoàn masan đã sử dụng trong quá khứ hai lần nhau quý vị giống ở chỗ nào có nghĩa là muốn một cái gì nó ra đời thì cần phải cải cách đánh bại cái hiện tại. Cái hiện tại là cái gì? Cái hiện tại là các nghệ sĩ làm từ thiện được một số lượng tiền tương đối là khá lớn so với mặt trận tổ quốc. Vì thế, muốn chấm dứt các cá nhân làm từ thiện thì phải làm gì? Cần phải đánh phá những cá nhân này, vạch ra những điều mà có thể có. Đánh đồng khái niệm, đánh cháo khái niệm, một người nghệ sĩ có thể có thể thôi quý vị nha là không minh bạch nhưng bà Nguyễn Phương Hằng đánh đồng càng nhiều càng tốt vì những cái vụ đánh đồng đó mà làm cho người dân cảm thấy là hơi bị hoang mang có nên à, giao tiền cho nghệ sĩ nữa hay không và vì thế chúng ta thấy được cái nghị định 93 ra đời thì tương tự bên tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang ông đã sử dụng phương pháp này hai lần muốn cho sản phẩm mình ra đời thì cần phải có một cái chiến dịch gì đó hãm hại cái sản phẩm hiện tại thì chúng ta thấy bên sở y tế tp hcm vào cuộc và đo được cái hàm lượng ba à, mcpd vượt quá trong rất là nhiều sản phẩm nước tương ngay lập tức công ty tập đoàn masan ra một cái sản phẩm nước tương tên là tam thái tử tương tự. À, tương tự 10 năm sau, năm 2016, khi mà các cái à, à, người tiêu dùng và các cái nhà sản xuất nước mắm à, truyền thống đang chích chích đứng vì cái bản tường trình của Vinatax, thì lập tức công tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang tung ra thị trường chỉ trong vòng 3 ngày sau khi mà cái bản báo cáo của Vinatas ra đời, thì ông tung ra một cái sản phẩm gọi là Chinsu Hương Cá Hồi và Nam Gư với cái tiêu đề là không chứa chất thạch tính. Đấy, chúng ta thấy được ba cái điểm đó, nó như thế nào rồi. Và chúng ta cũng thấy được cái chuyện mà cho tiền thưởng tiền tỷ nếu ai tìm được cái này, cái này, cái này. Thì từ những cái điểm như vậy, chúng ta thấy được ở đâu đó, phải có bàn tay của một cái người nào đó có thể à, là đã dàn dựng tất cả những kịch bản này. Đó là lý do tại sao mà mọi người à, đã nghĩ về một cái công ty thứ ba hay là một nhân vật thứ ba đứng chính giữa Vinatas và Masan hoặc là à, bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ. Thì à, cái truyền thông bẩn mà bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến đó quý vị mặc dù là nhắc sai nhắc sai hoàn toàn bà thì bà binh cho uh, Masan và bà nói rằng các cái tờ báo vào thời điểm đó bị phạt là vì đánh bại uh, đi nói xấu công ty Masan nhưng mà thực sự là các cái tờ báo bị phạt họ uh, đã có những cái uh, lời bình tốt cho Masan chứ không phải là nói xấu Masan đây là một cái sự nhầm lẫn gọi là Uh, hơi bị động trời. Thì một lần nữa là câu hỏi ở đây là liệu giữa tập đoàn Masan và Vinatas nó có một cái bắt tay gì hay không mà chỉ trong vòng 3 ngày sau khi mà Vinatas đưa ra cái cái uh, uh, tờ tường trình thì lập tức tập đoàn Masan cho xuất hiện cái uh, thông tin về cái sản phẩm mới. Rồi có hay không? cái người thứ ba đứng chính giữa. À, có cái vụ ăn chia gì ở đây hay không? Hay tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên trùng hợp? Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, tức là Bộ trưởng về thông, thông tin truyền thông, cho rằng một số cơ quan báo chí đã đưa thông tin cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là có nghi vấn ở đây là có một chiến dịch truyền thông, lấy người tiêu dùng làm con tin, nhằm làm lợi cho doanh nghiệp, gây hại cho doanh nghiệp khác. Thì đúng là như vậy. Nghi vấn ở đây, muốn tìm được thì không có khó. Tuy nhiên vì một lý do gì đó, tất cả những thông tin cũng chỉ dừng lại ở cái chỗ là Vinatas đã gửi lời xin lỗi và cũng đã kê khai ra ai đứng ở đằng sau để cung cấp tiền cho mình đi thí nghiệm à, những cái chai nước mắm này. Thì uh, ngày 14 tháng 11 năm 2016, đây là cái thông tin mà bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến, mặc dù là rau ông nọ cấm cầm bà kia được kính thưa quý vị, là báo thanh niên à, đã bị phạt 200 triệu đồng vì họ nhận hỗ trợ quảng cáo, chuẩn bị tuyến bài nội dung thông tin để đưa thông tin có chủ đích à, và cũng đã đi tự lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm, công bố kết quả không chính xác, đồng thời là tổ chức thông tin trên báo chí với 6 bài có nội dung thông tin sai sự thật. Song song đó, một số tờ báo như tờ báo điện tử người tiêu dùng cũng đã bị phạt 50 triệu đồng. 6 tờ báo cơ quan báo chí là báo điện tử Hà Nội mới, báo điện tử đại đoàn kết, người đưa tin, tờ dân Việt, tờ dân sinh, à, tờ báo Infonet cũng đã bị phạt 45 triệu đồng. À, thì à, đây là những cái tờ báo mà đã đưa hoặc là đồng loạt đưa những cái tin mà có lợi cho công ty Masan và bất lợi cho các cái à, nhà làm nước mắm truyền thống ở đây thì chúng ta phải có một cái sự so sánh như thế này rất là nhiều báo bị phạt vì pi cho kết quả của vinatas nhờ quý vị tuy nhiên tuy nhiên trong tất cả những tờ báo mà đi nói đó thiếu một tờ báo đó là tờ báo pháp luật của nguyễn đức hiển tờ báo này đã không đi theo Vinatas hoặc là Masan mà lại đi ngược lại. Và Nguyễn Đức Hiển, tòa báo pháp luật đã gọi là truy tìm đuổi tận cái người đứng đằng sau cái vụ Vinatas. Họ đã có những cái bài gọi là đi phỏng vấn, đi tìm hiểu khá sâu ở đằng sau hậu trường của Vinatas và Masan. Thì kính thưa quý vị, Tại cái buổi cái họp báo chính phủ vào chiều ngày 29 tháng 11, Bộ Công Thương cũng đã trả lời và nêu tên công ty trách nhiệm hữu hạn Luyên danh TNA Ogilvy là cái công ty tài trợ cho hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Vinatas. Tại quý vị nhé. Thì cái Luyên danh TNA Ogilvy này là một cái công ty truyền thông thanh Việt đã có trình bày với quý vị một lần trong cái video của mình họ thực hiện các yêu cầu hợp đồng của doanh nghiệp à, vì thế mà lý do gì mà họ lại tự nhiên lại đi à, hỗ trợ cho cái việc à, đi khám nghiệm các cái nước mắm như vậy dễ thôi thưa quý vị vậy là nhà tài trợ thực sự cho chiến dịch khảo sát nước mắm của Vinatax là đơn vị doanh nghiệp nào có nghĩa là ai đã đưa tiền cho Ogovi để Ogovi đứng chính giữa trao tiền cho Vinatas đi làm chuyện này. Thì dĩ nhiên à, mọi người đều đổ dồn cô mắt về Masan. Và trong đó tờ báo pháp luật của Đức Hiển là đi truy tìm đuổi tận cho bằng được ai là người đứng chính giữa của ba mối quan hệ này. Ogovi, Vinatas và Masa. Tuy nhiên chúng ta thấy được một cái điểm đây là Bộ Công Thương vào thời điểm đó đã không làm gì nữa, kết thúc cái cuộc điều tra. Nha quý vị, ở ngay cái câu trả lời rằng TNA Ogovi là cái công ty đứng ở đằng sau để hỗ trợ. Và công ty này thì thực ra không làm gì về nước mắm. Nó chỉ là công ty truyền thông. Đấy, thì Tất nhiên là người ta phải hỏi rằng tại sao công ty truyền thông lại đi uh, cho tiền cái Vinatax đi đo đạt cái lượng, hàm lượng asen cho nước mắm để làm gì? Dĩ nhiên là đây là người đứng chính giữa. Đấy. Thì chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút từ như thế này. Cái vị trí giám đốc người đại diện uh, pháp luật ở vào thời điểm đó là Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng mình đã nghỉ hưu 2 năm trước đó, tức là năm 2014. Tuy nhiên toàn bộ các giấy tờ cho sở thuế thì ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn là người đứng đầu chịu trách nhiệm về pháp luật cho cái công ty Ogovi. Phần. Thú vị phải không quý vị? Thú vị mà ông Nguyễn Thanh Sơn là tổng giám đốc của cái công ty TNA Ogovi này và là một người đại diện làm việc cho rất là nhiều doanh nghiệp lớn trong đó có Masan kính thưa quý vị Masan công ty Sovico Tân Hiệp Pháp Tân Hiệp Pháp là của Dr. Rui đó thưa quý vị Việt Nam Airlines Vinamilk và vân vân đây. Vì thế, ở ngay cái thời điểm kết thúc ngay ở cái đoạn này, thì mọi người đã bắt đầu liên tưởng. Masan, Ogovi và cái hiệp hội người tiêu dùng Vinatax. Người chính giữa có khả năng viết ra sẵn những cái đoạn làm sao PR sản phẩm không ai khác hơn. Vào thời điểm đó, tin đồn là ông Nguyễn Thanh Sơn. Các quý vị thì, uh, mặc dù trên giấy tờ, uh, ông Nguyễn Thanh Sơn đã từ chối cái uh, cái công việc này vì cho rằng mình đã rời công ty Ogovi vào năm 2014. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thì năm 2016, vào cái thời điểm mà Vinatax bị... Uh, À, đưa ra công luận về cái chuyện công bố những cái kết quả không đúng sự thật thì ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn còn là tổng giám đốc của công ty Ogovi. Thì trở lại à, có hay không bàn tay của Ogovi Nguyễn Thanh Sơn thì năm 2005 này thanh Việt lại lặp lại một lần nữa cái nước tương chinsu tại châu Âu bị cáo buộc là có chứa cái chất độc 3 mcbd Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và đã tìm được cái nhãn hiệu nước tương này à, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều cái chất 3C MPD. À, lập tức lập tức à, vào năm 2007, lâu hơn một chút thì Masan đã cho ra đời nước tương Tam Thái Tử. Tại sao mà lâu quý vị? Đơn giản nó như thế này tự vì chin là một cái nhãn hiệu nước tương mà ma san làm chủ thì chin tại châu âu đã bị cáo buộc là có chứa chất 3 mcpd rồi sở y tế thành phố hồ chí minh vào cuộc tìm được rất là nhiều nhãn hiệu của các công ty khác chứ không phải của ma san và chin là có cái hàm lượng này cái hàm lượng, cái chất 3C, à, cái chất 3 MCPD này, là từ, nó có được từ cái lúc mà lên men đó quý vị, để làm cái nước tương. Thì công ty Masa nó đã phải cần một cái thời gian là khoảng 2 năm để có thể tẩy rửa được cái tên Chinsu. Vì Chinsu là cái tên tại châu Âu, cũng có tỏ tại châu Âu, do những công ty khác tại châu Âu công ty Masan chỉ là một cái công ty à, có được cái nước tương Chinsu bản quyền từ bên châu Âu. Vì thế chúng ta thấy được ở điểm ở chỗ này là nó cần được 2 năm. Họ ra đời một cái nhãn hiệu khác tên là Tam Thái Tử. Và họ trao cái giải thưởng 1 tỷ đồng như Thanh Việt vừa mới trình bày cho ai tìm được cái chất 3MCPD trong Tam Thái Tử cũng như là trong cái sản phẩm cũ Jinsu của họ. Trong khi hàng trăm cơ sở nước tương lớn nhỏ bị đóng cửa hoàn toàn, thì Tam Thái Tử với khẩu hiệu là nước tương không có 3 MCBD ra đời, tung hành ở khắp nơi. Chúng ta thấy có khủng khiếp không quý vị? Thật là khủng khiếp. Tương tự, đến năm 2016, khoảng một tuần trước khi mà Vinatax công bố kết quả về thí nghiệm nước mắm với chất asen thì giám đốc phát triển sản phẩm cấp cao của masan họp báo và cho biết rằng chúng tôi đang nghiên cứu hàng trăm các tài liệu khoa học và thực hiện hàng nghìn các thử nghiệm đánh giá đo lường kiểm tra và tìm thấy được tỷ lệ thuận giữa độ đạm cao và hàm lượng cao các chất có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Rồi họ chấm hết cho đó. Họ không nói là các chất này là chất gì. Nhưng mọi người sau khi mà bên Vinatax đi công bố, thì mọi người mới gọi là ngã ngửa ra. À thì đây là cái mà Masan đang nói. Vì một tuần sau Vinatas công bố là nước mắm truyền à, thông nước mắm à, à, đúng quý vị à, cái lượng nước mắm mà làm từ cá và nước muối à, nước biển đó thì 67% các mẫu là có hàm lượng asen vượt quá quy định. À, ngay lập tức mọi người còn đang hỗn loạn lên các cái à, à, nhà nước mắm truyền thống là họ bị té ngựa muốn à, phá sản. Thì 3 ngày sau, ngày 20 tháng 10, tức là 10 ngày sau ngày giám đốc à, sản phẩm cấp cao của Masan tuyên bố như vậy, thì Masan đã tung ra thị trường nước mắm, chinh su, cá hồi và nam ngư không chứa thạch tính. Đây quý vị thấy. Quý vị thấy rồi. Giống như là vụ 2005 với Tam Thái Tử, họ hy sinh cái uh, nước tương chinh su để quảng cáo cái Tam Thái Tử và chiếm toàn bộ cái thị trường nước tương tại Việt Nam vào thời điểm đó. Đến 10 năm sau, họ lại lặp lại cái câu chuyện đó và lần này, lợi dụng thời cơ mọi người đang hỗn loạn thì họ tung ra cái nấm đấm để thu hồi cái thị trường nước mắm vào trong tay mình. Các bạn thấy cái điểm thú vị không quý vị? Cái điểm thú vị ở đây là cái điểm thú vị ở đây là như quý vị đã thấy rồi. Cái người đứng đằng sau, cái người đứng đằng sau, tất cả những cái hoạt động này, không ai khác hơn là Ogovi. Ogovi được làm giám đốc và Nguyễn Thanh Sơn. Và hôm nay thì Thanh Việt cũng xin lật luôn cái ván bài. Không còn gì để giữ nữa, phải không quý vị? Thì tin đồn ở bên ngoài, xã hội, dựa trên tất cả những cái thông tin mà Thanh Việt vừa mới đưa ra thì ngoài xã hội nhất là trong giới các anh chị em nghệ sĩ cũng đã có những cái tin đằng sau xã hội đằng sau màn là người đạo diễn đứng đằng sau không ai khác hơn là cụ giám đốc của công ty Ogovi thì tất cả cũng chỉ là những lời tiên đoán dự đoán không chính xác mọi điểm gì hết. Phải không quý vị? Tất cả cũng chỉ là tiên đoán, giấc mơ mà thôi. Thì cái người đứng đằng sau, đó là Nguyễn Thanh Sơ. Xin thưa quý vị, thì ông này là đứng đằng sau cái vụ của nước tương và cũng như là nước mắm. Và vừa rồi, thì có thể người đạo diễn mà Thanh Việt đã nói lên rất là lâu từ trước đến giờ người đạo diễn đứng đằng sau của bà Nguyễn Phương Hằng để viết những kịch bản này cho cái vụ đấu tố từ thiện không ai khác hơn là cụ giám đốc của công ty Ogovi. Đó cũng chỉ là lời dự đoán. Bao nhiêu phần trăm chính xác? Bao nhiêu phần trăm chính xác? Quý vị tự suy nghĩ về những sự giống nhau như thế này. Tất cả cũng chỉ trở thành là truyền thuyết, phải không quý vị? Nhưng chúng ta ngồi ngẫm nghĩ và xem thử những tin đồn ngoài xã hội đúng thật hay sai không ai ép chúng ta phải chấp nhận cái tin đó nhưng chúng ta thử lấy những cái tin mà chúng ta có được và chúng ta gom lại để trở thành một cái bức tranh khi mà gom lại trở thành một cái bức tranh rồi thì chắc chắn chúng ta nhìn lại bức tranh đó và chúng ta biết được người đạo diễn đó là ai tuy nhiên có một cái điều có một cái điều duy nhất thanh việt xin được chia sẻ như đã chia sẻ trong những lần trước là hình như dạo gần đây, dạo gần đây bà Thanh Hằng à bà Nguyễn Phương Hằng không còn à, có sự giúp đỡ của người đạo diễn, cái sự mà à, đánh đấm, tung hoành, đấu tố nó có hơi bị lập cập. nó không đi theo thứ tự có một chút logic, à, mọi chuyện chỉ có chấm phẩy sơ sơ. Chứ nó không đi được vào sau Cái độ hot của cái vấn đề nó không còn nữa. Vì kịch bản đã không được viết tiếp. Và câu hỏi ở đây là không biết là bà Nguyễn Phương Hằng cố tình lấy cái rau âm nọ cấm cầm bà kia về cái vụ tờ báo thanh niên đi đi đánh Ma San. Nhưng mà thật sự là tờ báo thanh niên đã cùng với Ma San chứ không phải đánh mà sao? Không biết bà đưa tin đó để có tính cách là muốn kêu gọi cái người đạo diễn đó trở lại hay sao? Hay là bà đang có một cái ý định gì khác vì tờ báo pháp luật và Nguyễn Đức Hiển thời gian 2016 là người truy tìm đuổi tận người đứng sau của Vinatas và Masa. Và về sau này, chính tờ báo pháp luật cũng đã đi phỏng vấn rất nhiều với các thành viên của công ty TNA Ogovi. Thì công ty TNA Ogovi, một lần nữa thành Việt xin được thông báo, đây là một công ty truyền thông PR viết về các content cho các sự kiện. Nó gần giống với công ty của Coleman và Khương Dừa đó thưa quý vị Nói thẳng là như vậy Nhưng quý vị Thì ở đây Chúng ta bắt đầu Thành việc dùng cái danh từ Của bà Nguyễn Phương Hằng Là lật ngửa ván bài Chương trình Hôm nay xin được kết thúc ở đây Với những cái tin tức như vậy Và hy vọng rằng Mọi người chúng ta sẽ ngồi xuống à, Suy nghĩ lại cái gì là thật cái gì là hư ảo để loại ra và tìm cái câu trả lời cho chính mình thanh việt không có để những cái chữ vào trong đầu của quý vị mà chỉ xin mạn phép để cung cấp cho quý vị những thông tin để quý vị cùng suy nghĩ và từ đó có thể tự đi tìm thêm thì thanh việt xin được kết thúc ở đây và chúc quý vị một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc I love you